Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Cho chúng con bước theo bước chân của Chúa trong trường Joshua. Chúng con yêu mến Ngài. Chúng con nhận biết được ý muốn của Chúa. Ban cho chúng con là nhận biết mọi lẽ thật. Và chúng con mong muốn thâu tóm lẽ thật của Chúa ở trường Joshua thành đời sống của mình. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con yêu mến sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả những bài tập Chúa ban cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Lòng tin Giêsu chẳng có ai ngoài Ngài. Thiên Chúa là tất cả cuộc sống của con. Ôi Chúa yêu thương ơi, hồn linh con chiêm hương khát khao. Nào, có ai hát bài gì không? Tạ ơn Chúa. Bây giờ học rồi nhé. À, giáo viên. Rồi, rồi, thế. Nói chuyện trong giờ học. Rồi, bài học nhất. Cái đề tài ngày hôm nay chúng ta đang học cái đề tài mang tên là khái niệm nền tảng về sự lãnh đạo, hay là sự hiểu nền tảng, sự thông hiểu nền tảng về sự lãnh đạo của mục sư tiên tri Ruslan Serbuk, là bác thuộc linh của anh chị em, là anh thuộc linh của tôi. Hallelujah, em Chúa. Vợ của mục sư, hai đứa con đã sang Houston ngày 20, xin lỗi, ngày 18 rồi, 3 ngày trước rồi, đang ở khách sạn. Cái loạt bài này gồm 6 bài, 6 video. Video thứ nhất mang tên là Leader là ai? Lãnh đạo là người thế nào? Lãnh đạo là người thế nào? Chúng ta có rất nhiều khái niệm về lãnh đạo người thế nào. Tôi muốn tóm tắt đây thôi, bởi vì các bài giảng hơi dài và mình chỉ tóm tắt nhỏ đây thôi. Chúng ta mở cả sách này, mình mở sách mà bài tập đi. Bài tập câu số 1 của chúng ta đấy. Câu 1 chúng ta câu 1 có 8 bài học ở đây mà. Là trên cơ sở Ê-xê-chiên đoạn 22 câu 31. Hãy liệt kê cái tập hợp quan trọng những phẩm chất của tấm lòng và tính cách của người lãnh đạo mà chính Đức Chúa Trời đang tìm. Chính Đức đang tìm, ngài tìm ai? Đoạn Kinh Thánh nói gì? Đó, cơ sở đoạn Kinh Thánh đó nhá. Ê-xê-chiên 22 30 31 này. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó đang xây lại tường thành vì đất mà đứng, các tiếng của ai đi ạ, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó, song ta chẳng tìm được một ai. Vậy nên ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó. Ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ở trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy cái tập hợp các Chúa tìm, chúng ta thấy không? Đức Chúa đi tìm một người trong vòng những người mà gọi là dân của Chúa đấy, để hầu với Ngài đó, để người đó họ xây lại tường thành. Vì Chúa thấy là cái đất đấy nó bị đổ nát, chỗ đổ nát đấy, đứng ở nơi đổ nát đấy, đứng ở nơi sứt mẻ đấy, nó sụp hết rồi. Tôi nhìn thấy là trong dân tộc, trong quốc gia hay trong nhân loại, nó sụp hết rồi, nó sụp đạo đức, nó sụp về tinh thần, nó sụp đổ hết các hệ thống giá trị mà Chúa Trời đã đặt để trên vương quốc của Ngài ở trên đất này. Vì lời Chúa nói rằng Chúa dựng mọi sự bằng lời của Ngài và muôn sự còn tồn tại lại cũng là nhờ Ngài, lời Ngài, đúng không? Tức là lời Chúa đã chống đỡ, lời Chúa đã chống đỡ muôn sự, lời của Chúa đấy. Chúa dựng lên rồi nhé, chưa xong, dựng lên xong lời bằng lời của Chúa, Chúa cũng chống đỡ những cái giá đỡ ấy, để cho muôn sự, muôn vật nó dựa ở đấy mà nó sống. Nhưng mà muôn vật lại không làm theo lời của Chúa, thành ra nó bỏ hết các giá đó, các giá đỡ đấy, thì nó sụp, tại vì nó sụp thôi. Vì đây chúng ta hiểu là cái sức mẻ là cái gì, sụp đổ là cái gì. Amen anh chị em. Ở đâu ra cái sụp đổ, cái sức mẻ đó? Bởi vì họ đã không làm theo lời Chúa Trời, là cái lời mà dựng lên một vật, là cái lời mà nâng đỡ một vật, chống đỡ một vật.
không có lời Chúa ở đó nên nó sụp, tức là lời không thành thịt đấy nên nó sụp ở chỗ đó. Nên Chúa muốn tìm những người nào đó mà đứng ở trong vòng những người tin Chúa đấy, những người mà hầu với Chúa đó, để họ xây cái tường thành bị sụp đó. Nhưng mà trong đây Chúa nói Chúa không tìm được ai cả. Nên vì thế mà cơn thạnh nộ đấy đổ tiếp, tại vì chúng ta hiểu rồi, khi lời Chúa mà không được thực hiện đấy, tức là vi phạm luật pháp của Chúa, thì nó kích hoạt gì ạ? Kích hoạt sự đồ sản, kích hoạt cơn thạnh nộ. Cơn thạnh nộ của Chúa là tình yêu của Ngài thôi, để mà đưa các động vật đấy trở lại về quỹ đạo tình yêu ban đầu của Ngài. Amen. Để cho thứ nhất, cái tiền nó có hai mặt của nó mà, nó có mặt trái, nó có mặt phải của nó. Một cái mặt trái của nó thì cơn thạnh nộ đấy mang tính chất hủy diệt, chỉ nhìn một góc độ tiêu cực, và kẻ nào mà chịu cái sự đời nó không ăn năn, kẻ không chịu ăn năn cứ bướng bỉnh làm theo ý của mình thôi, thì sẽ cái tin lành đấy sẽ trở thành mùi sự chết và bị hủy diệt. Thế còn những ai đó mà ăn năn tin tin lành của Ngài, tin tin mừng của Ngài và thay đổi đó, thì cái sự thay đổi trở thành sự sống cho họ. Amen. Trở thành sự sống cho họ, vì tin mừng của Chúa là quyền phép của Đức Chúa Trời cứu mọi người tin mà, thì ra họ có được sống lại. Ở đây chúng ta nhìn thấy có điều quan trọng là Chúa tìm cái người đó. Mà tìm người thì chúng ta nhớ các bài học về các phẩm chất của leader. Chúng ta biết bài học về người mà Chúa dùng trong cuốn sách chúng ta học, cho lấy cái nền tảng đó. Anh chị ạ, những gì chúng ta biết đấy về lãnh đạo. Tại vì câu hỏi đây là gì? Chúa tìm, Chúa cần tìm người như thế nào? Đúng không? Chúa cần tìm người nào? Ở trên câu hỏi đây tức là tập hợp những phẩm chất của tấm lòng và tính cách của người lãnh đạo mà Chúa đang tìm. Ở đây nói trên cơ sở đoạn ACG này thì chúng ta không bị giới hạn ở một đoạn kinh thánh. Cái cơ sở kinh thánh đó để mà chúng ta chỉ thấy là gì? Là Chúa đang tìm. Đấy, cái cơ sở nói là Chúa đang đi tìm. Nhưng mà không thể bị giới hạn bằng một đoạn kinh thánh. Amen anh chị em ạ. Không bao giờ là giới hạn một đoạn kinh thánh nhé. Chúng ta luôn mở rộng các đoạn kinh thánh khác. Đoạn kinh thánh nọ bổ trợ, bổ sung cho đoạn kinh thánh khác. Thế nguyên tắc rồi đấy. Chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Thì kinh thánh dạy chúng ta như vậy. Nên vì thế mà cái câu trả lời của chúng ta đấy có thể là không ăn ý hết với câu trả lời mục sư Rusan ông chờ đợi, nhưng nó sẽ mang tính chất bao hàm rộng hơn cái câu mà ông đang chờ đợi. Cái phản ứng đầu tiên đấy, khi không trả lời đúng cái điều mà họ mong muốn thì phản ứng họ khó chịu. Nhưng nếu họ mà chịu khó ngẫm nghĩ lại đấy, thì họ sẽ thấy cái câu trả lời của chúng ta sẽ mang tính chất rộng hơn, vượt qua cả cái điều họ đang mong đợi nữa. Amen. Như vậy họ cũng là người yêu Chúa anh chị em ạ, bởi vì họ sẽ nghe cái điều mà họ chưa từng nghe hay không không nghĩ đến vậy thôi. Nên khi mà chúng ta mà nói cái điều gì đó mà tai chưa nghe, mắt chưa thấy, lòng người chưa hề nghĩ đến đấy, là chúng ta đang kích hoạt để cho người khác được yêu Chúa đấy anh chị em ạ. Nếu thực sự họ yêu Chúa, họ sẽ nhận được cái điều đó, thì Chúa tỏ cho người có lòng yêu Chúa mà, thì người yêu Chúa họ sẽ tóm được cái thức ăn thánh, thức ăn quý đó. Còn người không yêu Chúa thì họ sẽ cảm thấy là không phải, thì họ sẽ ở cái đẳng cấp, họ đã sẽ ở vị trí thấp, vị trí thấp hơn và vị trí mà bị chúng ta quản lý, được chúng ta quản lý. Và quay trở lại cái phần của ông ấy nhá, ông nói này, leader khác người phục vụ, khác với người chỉ hầu Chúa đấy. Người hầu Chúa thì ai cũng nhiều người tôi tớ Chúa lắm, những người lãnh đạo lại khác. Lead đấy là dẫn dắt dân sự của Chúa. Và chúng ta biết rồi, cái người mà dẫn dân sự của Chúa đấy thì phải có hai cái đặc điểm đúng không? Đặc điểm thứ nhất là họ có điều gì hơn người mà họ dẫn dắt. Đặc điểm thứ hai họ phải biết nhiều cái điều gì đó hơn người họ đang dạy dỗ dẫn dắt, thì mới tâm phục khẩu phục được, thì mới dẫn dắt được. Thì thế đây cái đòi hỏi của leader đấy. Leader mà cứ ngồi một chỗ bảo là ô tôi là mục sư rồi, tôi là Bùi Hoài Hương, tôi được sức giàu tôi mà, sứ đồ là A, sứ đồ B, sứ đồ tôi tiên tri sứ đồ xong rồi, rồi tự động mọi thứ tôi có hết rồi, tôi không học nữa. Lúc đầu thì sức giàu đấy nó cho một số quyền năng nào đó, xong cái đà để quán tính đấy nó có, nhưng nếu không chịu học đó thì chẳng bao lâu thôi anh Trung chị chi lên, vượt lên vượt vượt trội, chạy chạy nhanh hơn.
Thế là bác sư hồi nhìn, nhìn thấy thì phải chạy tiếp để mà còn dẫn người ta đi, thì nếu không thì thôi, kẻ đầu xuống rốt, kẻ rốt lên đầu. Chúa không có thiên vị ai mà, cái luật của Chúa đấy, đầu xuống rốt, rốt lên đầu là cái luật của Ngài rồi, chúng ta nhớ cái điều đó chứ không có chuyện. Nhưng rốt lên đầu, đầu rốt ở đây thì không nghĩa rằng là chúng ta hơn người khác về sự hiểu biết, về sự nhận thức, không có nghĩa là chúng ta sẽ coi thường người khác đâu chị em ạ. Cái người khác đã từng trên mình rồi đấy thì mình luôn luôn là quý trọng người đấy anh chị em ạ, họ đã từng ở trên mình mà. Nên vì thế mà đây cái luật, đây là văn hóa tôn kính của nước trời đấy anh chị em ạ. Ngay cả thiên sứ trưởng Michael ấy khi giành xác với giành xác Môi-se với quỷ Sa-tăng đấy còn không lấy lời rủa xả mà mắng nhiếc Sa-tăng đúng không ạ, chỉ nói là cầu Chúa phạt ngươi thế thôi, bởi vì là ông đã từng từng lúc nào đó dưới quyền của thiên sứ trưởng Lucifer, ông đã từng từng thấy rồi, ông cũng từng biết đây là một tạo vật rất là mạnh mẽ, rất là nguy nga, rất là tuyệt vời trước đây của Chúa, vì nó phạm tội với Chúa thôi chứ không phải phạm tội với ông đó, phạm tội với Chúa thôi thì nó bị quất xuất xuống dưới. Ông có sự tôn kính, ông vẫn có. Như thế mà đối với con người đấy, khi ai đó người, người không và nó tôn kính, anh chị em nhớ nhé, sự tôn kính nó là văn hóa nước trời rồi mà, luôn luôn phải có điều đó. À mấy cả vừa đọc đấy, à đấy cái phẩm chất vừa rồi là có không nhỉ, à phẩm chất đến mình đoạt đấy là phẩm chất của sách sách người văn minh à, à người châu Âu à, không phải phẩm chất người ông không phải chú tìm mà. Được rồi, thế là vì thế mà leader là khác cái người phục vụ, leader là cao hơn, trưởng thành hơn, nhờ cái sự quan hệ riêng tư với Chúa nó sống động riêng tư hơn, thân mật hơn. Ai cũng có sự tương giao riêng tư với Chúa anh chị ạ. Khi chúng ta nói là phải có quan hệ tương tự với Chúa đấy, thì ai họ cũng dạy như vậy mà, mục hội thế nào cũng dạy như vậy. Nhưng mà cái chất lượng sự quan hệ nó như thế nào, nó là chuyện khác. Đúng không ạ? Thí dụ như là chúng ta thấy hai người anh em trong đó người anh cả trong chuyện con trai hoang đàng đó cũng có quan hệ với Đức Chúa, quan hệ với cha chứ, quan hệ tương tự có chứ, có không có đâu. Nhưng không hiểu lòng cha. Cái chuyện quan hệ riêng tư là một chuyện, ai cũng có cả, nhưng mà cái phẩm chất, cái chất lượng đúng không, cái chất lượng của quan hệ ra sao. Thế trong hội thánh chúng ta đấy, chúng ta nhấn mạnh cái chuyện đấy, chúng ta quan hệ riêng tư với Chúa một cách cụ thể để chúng ta trải nghiệm Chúa như cha của mình như con của Chúa, mình Chúa như đấng tạo hóa của mình như tạo vật của Ngài, rồi quan hệ với Chúa như Chúa là anh của mình là em của Ngài, quan hệ là sao mình cảm nhận thì Chúa là thầy của mình là học trò của Ngài. Mà thầy mà dạy thì anh chị em hiểu, đã từng anh chị em đã từng học đấy, chúng ta đã từng trải nghiệm tất cả cái trải nghiệm đấy ở trường lớp, ở trong cuộc đời rồi đúng không ạ? Học thầy đấy, thầy ra bài tập thì phải làm chứ, làm cái chuyện là không thích làm, không phải không làm Dạ đâu, ăn đòn ngay và vâng. bị tụt lớp ngay, bị lưu ban ngay vì quan hệ với thầy đấy là như vậy. Thầy ra bài tập là phải làm, thầy làm thế nào mình phải bắt chước theo, rồi quan hệ với chủ nữa cũng vậy, chủ ra cái nhiệm vụ gì đấy bảo không tôi không thích ông đi mà làm, ông sai thì khác mà làm. Ô chủ nói là tôi giao nhiệm vụ cho anh mà anh bảo ông đi tự đi làm đi thế thì có mở đơn phi mà. Rồi quan hệ với bạn nữa, phải thân mật gần gũi với Ngài nữa, rồi sau đó quan hệ như là chồng với vợ nữa, vợ với chồng nữa, thì chúng ta đều có trải nghiệm ít nhiều những cái quan hệ đó, nên để phát triển cái quan hệ một cách riêng tư, một cách cụ thể luôn. Amen. Chứ phải nói chung chung là phải quan hệ riêng tư với Chúa. Tất nhiên quan hệ riêng tư với Chúa ai cũng thế nào cũng dạy như vậy. Nhưng cụ thể thế nào? Chúng ta có đó phân tích mà Chúa đưa cho cái tư duy phân tích để cụ thể, chứ không có chuyện hời hợt. Chúa là cha của mình, chỉ biết Chúa là cha của mình thôi, mà không hiểu cha là cái gì. Họ không chịu đào sâu vào thế nào gọi là cha, thế nào gọi là con. Họ không đào bới chuyện đó. Tức khi mà hiểu về khái niệm là cha con thì phải phải hiểu ngay khái niệm tình cha tình con là cái gì, định nghĩa cha con là cái gì, trách nhiệm cha con là sao, chức năng cha con là thế nào, thì mới phát triển được cái quan hệ đúng nghĩa là quan hệ của cha con. Amen. Chứ phải nói miệng là ôi cha ơi, ôi con đây, không chỉ thế đâu. Sau người cuối cùng thực tế nếu không có phát triển quan hệ riêng tư ấy, thì vẫn quan hệ riêng tư, nhưng quan hệ riêng tư như là của đứa trẻ mồ côi anh chị em ạ. Đứa trẻ mồ côi nó vẫn quan hệ riêng tư với người khác, nó vẫn có chứ, không phải không có đâu. Nó quan hệ riêng tư. Nhưng mà tinh thần của nó như đứa trẻ mồ côi đó, như người anh cả đấy. Như trẻ mồ côi vậy. Nên quan hệ riêng tư là ý đồ chúng ta. Được rồi, đó là anh em có thể lấy một cái phần điểm thứ nhất, cả một bộ đây mà, chuyện làm bài tập luôn đấy.
Ở đây là trên cơ sở đoạn như thế đó, đó Chúa đang tìm một con người để đứng nơi đổ nát để xây lại tường thành. Anh em làm bài tập như vậy đấy. Thì thứ nhất là Chúa tìm người. Vậy người là gì? Trong cái đó là Chúa tìm người mà. Thì chúng ta phân tích chính chính đoạn Kinh Thánh nó luôn đấy. Nhưng mở rộng ra không giới hạn ở cái bài học của ông Rusan đây. Người là giống Chúa và để quản trị muôn loài. Người như vậy. Amen. Tôi không tìm ai giống Ngài cả. Có người thích giống Ngài nhưng không thích quản trị, bỏ chạy. Có người thích quản trị đấy nhưng mà không giống Chúa, nên chỉ có phá hoại thôi. Như Babylon vậy. Nên cái người này phải giống Chúa và có tinh thần là quản trị, có tinh thần cao sang để quản trị muôn vật như Chúa làm. Chúa đang tìm người đấy. Nên đặc điểm người đấy là người đấy phải là nỗ lực giống Đức Chúa Trời, mong ước giống Đức Chúa Trời để quản trị muôn vật. Nỗ lực đầu tiên đấy, nên cái chuyện luôn đúng rồi. Vì vẫn trên cơ sở đoạn thế này, vì Chúa đang tìm một người, là người người là tìm người là tạo vật cao cấp nhất của Chúa giống Ngài để quản trị muôn vật. Thì Ngài không tìm thấy ai cả. Xong người đấy cụ thể họ làm gì nữa? Chúng ta thấy một cặp loạt bài chú gì không ạ? Loạt bài gì? Loạt bài người mà chú sử dụng đấy. Chúng ta phải phân tích lại người này mà giống Chúa rồi thì còn vì có hệ dương tư với Chúa ở trong đoạn mục sư nói đấy là người trưởng thành hơn dương tư thì mình nói luôn cái người này có quan hệ riêng tư vì để giống Ngài mà nên họ phải quan hệ riêng tư với Chúa để phát triển các cấp độ của họ quan hệ như với riêng tư với Chúa như tư cách của con với cha như trò với sư phụ như bạn bè với nhau như em với anh như vợ với chồng. Amen. Mở rộng như thế đấy trả lời đấy. Quan hệ riêng tư mình giải giải thích cụ thể riêng tư là như thế nào đấy vì thế mới được trưởng thành nên là nhận trách nhiệm lên trên mình và người này khi mà quan hệ riêng tư ấy, thì nó phát triển ra tình yêu thương người này yêu Chúa quan hệ alpha omega mà quan hệ thật tự giá mà là điều răn của Ngài mà vì kẻ là yêu ta thì vâng giữ điều răn của ta và điều răn của Chúa là yêu Chúa và yêu con người vậy thôi người người giống Chúa phải yêu Chúa và yêu người và yêu được công bình ghét được gian ác có chuyện đó đã amen con người đấy mình nói phẩm chất con người mà Chúa đang tìm đấy là chính yêu điều công bình ghét được gian ác nên là Chúa sức giàu cho người trội đồng loạt thành ra người đấy có sức sức giàu nổi trội như là cái chuyện mà người mà Chúa dùng đó đó là sức sức giàu của Thánh Linh sự đầy rẫy Đức Thánh Linh rồi tiếp nữa vì họ yêu Chúa có quan hệ riêng tư với Chúa nên Chúa toàn nuôi họ bằng lời của Ngài thôi nên vì thế người Cảm này rất là sâu sắc trong lời của Ngài hiểu được ý Chúa biết được lối của Chúa biết được mặt của Ngài Amen. biết mặt của Ngài, biết ý của Ngài. Chứ không như Israel chỉ biết được đường lối, chỉ biết được công việc của Chúa Cánh thôi. tay. Còn họ là Môi-se, đúng không ạ? Họ biết đường lối, tức biết mặt của Ngài, thay vì biết cánh tay. Thế người này biết cả cánh tay, nhưng biết mặt nữa. Để biết là biết mặt thì phải biết tay sẽ hoạt động như thế nào. Thì người này vì yêu Chúa nên họ dâng mình hoàn toàn cho Chúa. Vì họ biết rằng là ai mà vì danh Chúa mà mất sự sống mình sẽ tìm lại được. Nhưng họ dâng mình cho Chúa hoàn toàn dâng cho Chúa họ không nghĩ về cá nhân về mình họ không có sự ích kỷ cá nhân về mình họ không nghĩ cho cái comfort tiện nghi của mình họ dâng mình tiếp nữa là họ có sự thánh khiết với Chúa tự biệt riêng cho Chúa đấy họ sống vì Đức Chúa Trời họ nhận thức hoàn toàn đấy, là vì Ngài cũng dâng mình và thánh khiết đấy nên họ hiểu được cái uy quyền mà Chúa ban cho họ ở trong Chúa Giêsu là thế nào chính cái uy quyền thẩm quyền lại mạnh lớn ấy, trên trời dưới đất đều có trên họ nên họ hiểu được cách trách nhiệm của họ rất lớn trách nhiệm của họ đó rất cực kỳ lớn ở trong có sáng tạo vì thế ở cái xã hội này nó chỉ là cái thao trường mà họ mà Chúa sử dụng họ thôi nên họ hiểu điều đó vì thế mà khi họ thấy những cái tường thành bị sụp đổ tường thành tức là tường thành tương tự như bất kể một cái thành nào đó như là đời sống của con người hay đời sống xã hội thì như xây thành vậy anh chị em ạ và bây giờ nó sụp hết rồi thì bây giờ phải dựng lại cái người đương đầu với thách thức với tất cả những điều ác ở trong thế gian những điều ác mà nó làm đổ tường thành điều ác mà nó làm sức mẻ nền hay sức mẻ tường đấy ở chỗ sức mẻ đấy chỗ đổ nát đó người đứng ở chỗ đó bởi sao bởi vì người này có hệ thống giá trị của Đức Chúa Trời có cái giá trị cốt lõi của Ngài nên vì thế mới đứng được ở chỗ bị đổ nát
mới làm cái trụ. Họ cũng giá, họ có giá trị cốt lõi nên họ mới trụ được, đúng không ạ? Amen. Và mục sư để nói Esai đoạn 6 câu 1 câu 4 đấy, nói ta sai ID đấy, sai ID. Thì họ dâng mình rồi nên sẵn sàng họ đi tất cả cái nơi nào Chúa sai họ đi mà. Thì Chúa họ hiểu rằng là kẻ là hầu việc ta thì ta ở đâu, kẻ hầu việc ta ở đó. Hiểu điều này. Thì họ dâng mình cho Chúa, họ là tôi tớ của Ngài rồi, là con của Ngài rồi, họ là người đi cùng làm với Chúa thôi, cộng sự với Chúa thôi. Thì người ta Chúa ở đâu họ ở đó, không có làm bằng gì hết. Ôi thôi con không muốn đâu, con thích cái chỗ kia hơn. Không, và chịu chết. Và cái người đầy lửa của Chúa luôn, đầy dậy Thánh Linh mà Chúa quăng lửa xuống đất rồi mà, nên là họ đầy lửa của Đức Chúa Trời, họ đầy dậy Thánh Linh thì họ yêu đuổi công bình, ghét được gian ác đó. Nên họ cái lửa lửa yêu công bình của Chúa bùng bùng trong họ, lửa ghét được gian ác bùng bùng trong họ. Họ làm tất cả vì vương quốc của Ngài chứ không phải vì cái bụng của họ hay vì cái danh tiếng của cái tôn giáo mà họ đang mang. Amen. Đấy, một loạt tập hợp đấy. Và tất nhiên để làm thế thì họ là người sự cầu nguyện nữa thôi. Vì tất cả điều đó họ có đời sống cá nhân, vì chúng ta hiểu là tương giao với Chúa là qua sự cầu nguyện mà, đúng không ạ? Riêng tư đấy, chúng ta nói chuyện giữa cầu nguyện đấy. Chúng ta nói chuyện giữa cầu nguyện đấy. Là riêng tư, nó có quan hệ riêng tư Chúa qua sự cầu nguyện đấy. Thì họ là người có sự cầu nguyện, chiến sĩ cầu nguyện. Họ có nghệ thuật đồng đi với Chúa Trời. Nghệ thuật để trước, để Đức Chúa Trời trước mặt mình và đi trước mặt Đức Chúa Trời. Đó, thôi anh chị em đọc một đống cái gọi là bộ tập hợp ra cái phẩm chất tấm lòng, phẩm chất trái tim đấy ra thì thôi rồi. Mục sư Đức San chồng giỏi, đúng là Pastor Hương, đúng là dòng chảy mơ xếp đó. Mà tuyệt vời các anh chị em, mà tuyệt vời Hiến, mà tuyệt vời Nam. Ừ. Tạ Chúa. Giỏi thế. Thì cứ phải mở rộng ra anh chị em nhé. Mình phải sáng tạo mà, có cái gì có mà sáng tạo nên vì cái câu hỏi đấy là tập hợp những phẩm chất tấm lòng mà Chúa đang tìm. Thế thôi, mình phải nói hết ra trong Kinh Thánh đấy là Chúa đang tìm con người, người giống Chúa thì thôi nó vô cả vô biên rồi, nó không bị giới hạn ở mấy cái câu Kinh Thánh thế mà theo hiểu của mọi người là chỉ đứng trước đó, mình phải rất sâu ra nó như vậy. Thế câu thứ nhất xong nhá. Câu thứ nhất là câu gì ạ? Câu thứ nhất mang tên là cái gì? Bộ 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 những phẩm chất tấm lòng đấy, tập hợp những phẩm chất tấm lòng như vậy. Rồi, phẩm chất tấm lòng thì như vậy, để nhấn mạnh khái niệm họ là người, người người mà Chúa đang dùng, người mà Chúa tìm, là người đúng nghĩa là giống Chúa và quả trị một vật. Và giống Chúa thì mình có thể liệt kê bao nhiêu cái tính cách phẩm chất của Chúa Trời. Yêu thương vui mừng Amen. bình an, tất đầy dẫy bông trái Thánh Linh đó. Amen. Cứ thế mà thôi. Nhiều lắm. Anh chị em ạ. Chứ không phải mấy cái gọi là người này là tinh thần bất khuất, tinh thần dũng cảm. Người này là ABC gì đó. Đơn giản là không, mình không giới hạn những chuyện đấy nữa. Amen. Anh chị em. Nào. Thôi. Anh chị em tự bây giờ không phải dừng đâu, anh chị em tranh thủ bàn thảo nhau một tí, tôi ra ngoài một chút, uống nhiều nước quá. Đang bật mic lên mà nói chuyện hiểu thì cái đoạn đó để thống Không nhất bấm lại. dừng lại nha. Không dừng lại. Bao cũng không cần bao đâu, bao cũng được tùy, tùy bao cũng được mà không bao cũng được tùy, tùy nào muốn bao cũng được, hoặc là cha nói giờ thì nói tiếp. Giờ này giờ học mà. Ok rồi rồi, Giờ con cho ok. một người đang nói. Ok, sang câu 2. Câu 2 nói rằng là tại sao đối với người lãnh đạo rất là quan trọng hiểu về thế nào gọi là vị trí lãnh đạo. Tại sao? Đề bài thứ hai của ông là tầm quan trọng của vị trí người lãnh đạo. Ông lấy đoạn Kinh Thánh Esai 26 câu 3 là người nào để trí nương dựa nơi Chúa đấy, người sẽ để cho người sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài.
hay sáu Cuba đấy, thì sai sáu Cuba. Trong trí đấy thì trong kinh thánh tiếng Nga nói là tinh thần kiên định, tinh thần gọi là cứng rắn đấy, tức là bền bền chí đấy, thì là vững lòng bền chí đấy, như của sách Joshua có nói đấy, hãy vững lòng bền chí, thì cái tinh thần đó là tinh thần kiên định bền chí, là tinh thần rắn chắc đấy, bền chí. Ủa câu thơ mục sư đọc là Đó. sao trong đây con không có câu kinh thánh? Vị trí bây giờ tại sao người rất quan trọng là vị trí người lãnh đạo, người lãnh đạo phải hiểu được vị Dạ. trí quan trọng của Trong câu hỏi đâu có câu kinh thánh nào đâu, sao mục sư đọc câu kinh thánh nào vậy? mình. Sai đoạn Đó là 26 câu bài gì 3. quá? Bài số 2 đây. À trong bài. Chúng ta Sai 26 câu 3. Thì mình vừa nói rồi. Mình vừa nói đến là để chính nương dựa lời Chúa đấy, cái thần linh rắn chắc của Chúa, thần linh rắn chắc bám chặt của Chúa. Thì em sẽ đọc đấy là tham khảo thôi, tham khảo mà ông ấy nói cái gì thì tôi ghi được một số tóm tắt cái gì thì tôi nhận biết trong đó thôi. Cái test đấy thì có trên bài 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 gì cho tôi đấy, như thế thì ấy có nói về khái niệm về được đặt tên trong nước trời, thấy không, cái phần dưới đấy, báp têm, người đã hiểu nước trời được báp têm nước trời. Ba giai đoạn, thứ nhất là thoát khỏi Edito để vào thoát khỏi Edito, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nước trời, không tìm riêng mình. Ở thử thách đồng vắng, hiểu được đất hứa, nhìn thấy đất hứa của mình, nhìn thấy cái cơ nghiệp của mình. Ba giai đoạn đấy. Thoát Edito là một đoạn nhé. Sau đó thử thách đồng vắng là hai nhé. Sau đó vào đất hứa nhận cơ nghiệp là ba. Theo như ông dạy như thế. Và tí nữa thì mình sẽ mở rộng theo cách khác, anh chị ạ, mở rộng theo logic, theo gọi là phương pháp logic mà mình được học từ nơi Chúa. Vị trí đấy mình hiểu rồi. Nehemi cũng dựng thành thế nào, ông bị chống đối ra sao, trong sách Nehemi đấy, Dạ. đứng ở nơi đổ nát để dựng tường thành đó. Lúc đó là cả thành là bị phá hết rồi, mà thành Jerusalem bị phá hết rồi và con nơi bị cháy hết rồi. Nehemi lúc đấy xin vua và xin hoàng hậu đấy, hoàng hậu Esra đấy anh chị em ạ, hậu xin lỗi, hoàng hậu Esther đấy, hoàng hậu mà cái thời Nehemi đấy là hoàng hậu Esther đấy, nên là vì thế sách Esther mới có cái vị trí đấy đấy, hoàng hậu đó đấy, hoàng hậu đấy là dính líu đến cái chuyện mà để cho Nehemi coi như là nói với vua và để cho vua đẹp lòng vua và vua cho đi thì Nehemi thành, thì chở đi xây thành, thì kiểu, tức ông đứng trước đổ nát đấy, ông người đức tin, ông biết vị trí của ông đó là thế nào, nhưng mình sẽ hiểu, mình sẽ nói rõ hơn vị trí. Ở đây người lãnh đạo thì ông biết là ông sao để ông dạy, ông dạy này, ông dạy là người lãnh đạo leader đấy, là vị trí cụ thể luôn, kiên định là người theo Chúa, là người trải nghiệm quan hệ riêng tư với Chúa hơn là sự ích kỷ ego, người đẹp lòng Chúa không đẹp lòng con người. Những sự khác anh tự đọc ở trong đó nhé, đứng đổ nát đấy. Trong thời gian thì chúng ta nói phía trước rồi, nó là câu bài số 1 rồi. Biết vị trí của mình, vì mình yêu được công bình, ghét được gian ác mà. Thì mình chỉ cần nói cái vị trí này sẽ tổng thể hơn tất cả các điều này. Là vị trí của người lãnh đạo. Đây, cái câu 2 này trả lời theo nhé. Câu 2 nói rằng là câu 2 nói rằng là đối với người lãnh đạo, quan trọng hiểu vị trí lãnh đạo của mình là gì. Đó, thì bây giờ mình hiểu đây. Vì mình là người lãnh đạo, là người mà dẫn dắt dân sự, lãnh đạo mà, nên mình phải có tầm nhìn, phải có sự hiểu biết, biết vị trí của mình, biết vị trí của người khác, biết vị trí của Chúa, biết đặc biệt biết vị trí của mình và vị trí của mọi điều trong thế gian. Ở đây là nói về vị trí lãnh đạo, thì là cái tầm biết vị trí lãnh đạo ấy, nó sẽ có cái nhìn tổng thể, nhìn đến xung quanh như Chúa nhìn. Vì Chúa chính là lãnh đạo mà. Chúa chính là leader của các leader, vua của các vua. Nên Chúa có tầm nhìn lãnh đạo đó, nên mình cũng phải tầm nhìn lãnh đạo đấy như thế nào? Tầm nhìn tổng quát, tầm nhìn chiến lược như thế nào? Thì nhờ quan hệ của mình với Chúa đó, Chúa sẽ nâng mình lên cao, cạnh ở ngôi của Ngài, sát ngôi của Ngài, thì mình sẽ nhìn thấy cái nhìn như Chúa nhìn. Để mà giống như Chúa Giêsu nói đấy,
ta chẳng làm điều gì cả, tự ta làm, chỉ làm cái điều gì cha làm mà thôi, cha làm điều gì ta làm điều đó, bởi vì là chẳng qua là nhìn thấy thôi. Thành ra vị trí lãnh đạo là vị trí vua đấy, chúng ta là hội thánh đào tạo vua mà, đúng không? Thì rất quan trọng là, nên cái bài học bài tập này nó quá dễ với mình, nó sẽ mở rộng ra rất nhiều hơn cả trường xu xuê anh chị em ạ. Chúng ta đào tạo vua mà, nên tư duy chúng ta tư duy vua, chúng ta hiểu vị trí chúng ta ấy là cao hơn tất cả các sáng tạo khác, vị trí lãnh đạo của chúng ta đấy. Nên là trong cái nhóm đặc nhiệm, cái dòng chảy mới xéo góc đấy, chúng ta không đơn giản là chỉ là vị trí chúng ta là vị trí lãnh đạo, chúng ta phải dạy các dân dạy các nước, không chỉ thế thôi đâu. Chúng ta phải, xin lỗi, chúng ta dạy nhận trách nhiệm về xã hội, biến đổi cái nọ biến đổi cái kia, cũng biến đổi ok trong hội thánh đại sứ quán trợ dạy như vậy mà, nhưng vẫn ít. Cái vị trí lãnh đạo chúng ta phải nhìn tổng thể cao hơn về bức tranh lý tưởng của mình đó. Chúng ta học về tư duy chiến lược rồi mà, có bài tập là vẽ bức tranh lý tưởng rồi đúng không ạ? Alo Nam, không ngủ kia, lãnh đạo không ngủ lúc nó học đâu, Đâu ngủ có ngủ đâu, con đang suy nghĩ biết mà. rồi, biết rồi, nhưng mà phải ngẩng mặt lên để nhìn thấy bộ mặt thế nào rồi, có tỉnh không? Vẽ Hiếm mà, đấy, đang vẽ bức tranh mà. Nghe đang hiếm vẽ em bức chỉ tranh. nối bức tranh cũ, nối bức tranh mình vẽ bức tranh tổng thể ra, cái vị trí của mình đó là giống như trời, vị trí của mình là đi nơi không, đấy là cá nhân của mình thôi, thì vị trí của mình nhưng ít nhất là con người nói chung đó là vị trí hoàng hậu của Chúa Trời, vị trí nàng dâu của Chúa, vị trí đồng cai trị với Chúa, vị trí kẻ kế tự cơ nghiệp của Chúa Trời. Nên vì họ nhìn vị trí lãnh đạo của họ rất cao, họ nhìn rộng xa, họ nhìn là họ cai trị muôn vật cùng với Chúa, ra lệnh cho các thiên sứ, ra lệnh cho các tạo vật, cai trị với Chúa, vị trí cao lắm. Nên vì thế ở dưới đất này chỉ là thao trường thôi đó, bắt đầu quy chiếu xuống thao trường là dưới đất, thì bắt đầu trả lời với câu hỏi mà một sư đức gia ông ấy đòi hỏi đấy, là vị trí lãnh đạo, vị trí lãnh đạo để ở dưới đất thôi. Nhưng mà bởi vì mình đã nhìn thấy vị trí lãnh đạo trên trời rồi thì mình mới thấy được vị trí lãnh đạo dưới đất nó đúng thế nào. Amen. Bởi vì Chúa đều quy chiếu từ trời xuống đất mà. Chúa Giêsu dạy là danh cha tôn thánh đức cha đến đi cha đến ở đất như ở trời mà. Tức là trời có gì thì đất chuyển xuống như vậy. Thế mình mở rộng ra. Amen. Mở từ Alpha mà. Alpha, Chúa đã nhìn thấy chữ từ Chúa mở xuống dưới. Chứ không như theo cách của họ là chỉ có không phải Alpha, mà họ vẫn dùng lời Chúa cũng cần một nửa alpha đó, nhưng mà họ vẫn từ 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 con người đòi hỏi nó cái vị trí lãnh đạo này là vị trí rất cao, vị trí trách nhiệm cực kỳ cao, vì quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mình nói điều đó. Cái vị trí này cho vì nó cao nhất, vì vị trí này kể cả người mà thấp nhất trong hội thánh đấy, thì Kinh Thánh nó nói Ephesos có nói đấy là muôn vật phục dưới chân Đấng Christ mà. Nên chúng ta thân thể của Ngài thì chúng ta cái phần thấp nhất trong thân thể của Chúa thì vẫn cao hơn muôn vật, cao hơn muôn vật. Anh thử là mình là cao hơn muôn vật, vị trí của mình là vị trí cái sự hiểu của mình đó, mình người lãnh đạo ấy, vị trí mình là cao hơn muôn vật, vị trí mình quản lý và ra lệnh cho muôn vật theo cách của Chúa, mình có thẩm quyền rất lớn, thẩm quyền mình đây này, thẩm quyền mình là cao hơn muôn vật. Mình đi đó để tưởng cao xa được. Ok, à, hay quá, không bị sao ấy. không Cảm sao, ơn vẫn ghi chú. được trên máy tính mà, nó ghi trên máy tính, ghi máy tính thì vẫn phải có mạng để mà nhận được cả cái công thông tin từ phía mình nữa, mình là speaker mà. Học tiếp theo này, của câu hỏi thứ hai, trên tấm gương thầy Heli hãy bật mở ra là ông ta đã bỏ lỡ điều gì trong sự nuôi dưỡng và cất nhắc các con thuộc linh.
Ok, chúng ta vẫn để lại cái vị trí lãnh đạo. Nếu mà câu 2 có nói thế này, câu 2 phần B có nói về ông tỷ tỷ lệ Haley này, thì mình phải lôi thêm à người lãnh đạo đấy. Khi hiểu vị trí người lãnh đạo rồi, là người lãnh đạo còn phải sinh sản ra thế hệ lãnh đạo hơn cả mình nữa, chuẩn mình nữa. Amen. Để đào tạo ra các vua vị trí lãnh đạo không những là chỉ có dẫn dắt thôi đâu, mà vị trí lãnh đạo nó còn đào tạo ra các thế hệ tiếp theo chuẩn hơn cả mình nữa. Amen. Đó. Thì trên cơ sở đấy nó bắt đầu mình chuyển sang cái câu tiếp theo của thầy tế lễ Haley. Là ông Haley đấy, mặc dù ông thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời, của dân Israel thời đó, nhưng ông ấy đã không dạy dỗ con cái của ông ấy những cái phẩm chất của người lãnh đạo, của người hầu của Chúa, trong sự thánh khiết, trong sự yêu mến kính sợ Ngài, trong sự mà vâng lời, trong việc dâng mình, và họ ích kỷ thôi. Có thấy không, mấy đứa con ích kỷ đúng không? Mấy đứa con nào là tranh giành, đòi thịt này, đòi các thứ tham nhũng này, ở trong hội thánh này. Rồi mấy đứa con làm gì nữa, tà dâm trong hội thánh này, mấy đứa con làm gì nữa. Mà ông không dạy những đứa con đấy, khi mà tiên tri Samuel có đến quở trách đấy, ông ấy cũng không không nói, ông ấy chỉ ông không không có cách chức bọn chúng không, ông chỉ quả mấy câu thôi xong rồi để tiếp ở đấy. Mà quả mấy câu mà không cách chức, mà quả mấy câu mà nó không thay đổi đấy, thì đáng phải cách chức. Quả đấy, để mà nhiệm vụ quả để mà thay đổi, mà người ta không thay đổi thì phải cách chức chứ không phải thay đổi, mà cứ cho lại ngồi đấy được. Chính vì quả mà không thay đổi mà không cách chức đó, thì thành ra là dân sự ở trong Kinh Thánh có nói đấy, dân sự ở đó là họ họ coi thường việc mà thờ phượng Chúa, đúng không ạ? Họ coi thường việc dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Họ cứ đến đấy họ thấy toàn cái hội bật bại bạ cả, tương tự như là các xã hội bây giờ của Tin lành Công giáo, Tin lành kháng cách, Tin lành chống Thiên Công giáo đó, họ làm việc bậy bạ. Thành ra là các người khác họ nhìn thấy họ thấy coi thường. Rồi bác Sơn Hà nữa, thấy không, coi thường, chỉ muốn tóm cổ cái ông cha đạo giáo Hoàng Huy đó thôi. Ông mà rơi xuống địa ngục cũng lôi xuống để đập, cũng chạy theo đuổi theo bằng được để đập. Bác đừng, bác đừng ai rơi địa ngục thì bác đừng có, bác thấy họ xuống địa ngục thì thôi để họ xuống, còn mình đừng có chạy theo xuống để mà đuổi, để đuổi đánh. Mình phải Em có ở biết cái đó không? trên. Không, em chưa biết. Hôm qua đi, hôm mà cô Hương qua bên đó là bác Sơn Hà rất là tức tối, tức đến độ mà cô Hương với thầy cũng chia sẻ, nhưng mà không, bằng cỡ nào xuống hỏa ngục đập cho nó tiếp. Bác Sơn Hà muốn xuống địa ngục đập họ. Đừng có xuống đấy, họ xuống là việc của họ thôi, còn mình đừng có xuống. Rồi. Hallelujah. Và cái chuyện mà ông mở bỏ lỡ ra chúng ta thấy rồi đúng không? Nghe rồi á. Có gì nữa không anh chị em? Không nuôi dưỡng cất nhắc cả thuộc linh đấy, không nuôi dưỡng họ trong việc phẩm chất của con người là giống Chúa quản trị muôn luật, phẩm chất người lãnh đạo, những tính chất của Đức Chúa Trời như yêu thương, như là trung tín, như là ở với Ngài, phục vụ, thánh sạch, trong sự người sự cầu nguyện, người sự đầy dẫy lời Chúa, người sự sức giàu đầy dẫy Chúa, người đức tin, không có phẩm chất đấy, ông không dạy con cái thấy điều đó, ông chỉ quở thôi và ông không làm cách chức nó, ông không hiểu vị trí của ông đó. Cái bản thân tiên tri Haley lúc đó đấy, xin lỗi, không tiên tri mà ông thầy tế thực phẩm Haley không hiểu vị trí của ông đó. Vị trí đấy là trong thẩm quyền, ông có thể là quyền truất mà, quyền lập mà, đúng không? Quyền truất lãnh đạo và lập lãnh đạo mà, ông có quyền đấy trong tay, thì ông không làm vì ông nghĩ đấy con của ông đấy, ông nể đấy, người nhà của mình. Thì đang người này là tiên tri Eli đã sao ạ, đã thuộc dạng
nể người hơn là nể Chúa Bao Cha, bao che đấy, sợ người hơn là sợ Chúa. Tất nhiên trong đời sống chúng ta có chúng người, người lãnh đạo ấy, sẽ có nhiều va vấp anh chị em ạ, nhưng mà điều quan trọng đó là mình khi va vấp thì mình phải ăn năn đúng không, ai cũng va vấp cả, ít nhiều ăn năn xong rồi thay đổi thế thôi, xong biến đổi một lần không được lần thứ hai không sao cả. Thế nhưng không sao cả thì không phải không sao cả đâu nhưng mà không phải cái vì đấy mà cấm tuyệt đối hoàn toàn. Những cái nỗ lực mình muốn thay đổi, nỗ lực mình muốn biến yêu Chúa, muốn thánh khiết, muốn hoàn toàn giống Ngài. Rồi sang câu thứ ba. Câu thứ ba mang tên là lãnh đạo là người mang hạt giống của Chúa Trời. Ông đấy trên đoạn Kinh Thánh là Esai 20. Xin lỗi, Esai 30 đoạn 23. Con nói là Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất, bánh lương thực từ đất xanh sản sẽ màu mỡ và dư dật. Trong ngày đó súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng ruộng, bò và lửa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon, mà người ta dê bằng mổ với niêu. Đến ngày chém giết lớn khi đồ lũy đổ xuống thì mọi núi đồi cao, ở núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn 7 lần như vốn là sự sáng của 7 ngày. Trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài và chữa lành vết thương của nó. Thì người lãnh đạo phải là người mang hạt giống của Đức Chúa Trời, lãnh đạo của Chúa đấy. Vì lãnh đạo thế gian nó cũng có, vì chúng ta học cái bài uy quyền này mà, chúng ta hiểu rằng đấy, uy quyền tất cả thẩm quyền mọi tạo vật đều từ Đức Chúa Trời, và tất cả tạo vật đều có cái uy quyền của cá nhân đó mà Chúa ban cho. Và cái uy quyền đó làm gì, cái thẩm quyền đó để mà thực thi luật pháp, tức là để khiến cho chính bản thân phải thực thi luật pháp, phải vâng theo luật pháp của Chúa. Thứ hai tức là hiệu chỉnh các tạo vật xung quanh mình cũng phải vâng theo luật pháp tạo vật đấy. Hiệu chỉnh bằng khoa học quyền lực mềm, quyền lực cứng với quyền lực bắt đầu áp dụng thẳng đấy, ê làm đi chứ, nhưng quyền lực mềm đấy thì là chỉ là bày tỏ thôi, kiểu nhẹ nhàng đấy, bày tỏ. Nên khi mà chúng ta đang bày tỏ một cách mềm, đấy là bày tỏ những dùng quyền lực mềm lên chưa ạ. Quyền lực cứng là chúng ta dùng lời chúng ta bắt họ với kia. Ví dụ như là nhiều lúc hiến đấy là tấn công người ta bằng quyền lực cứng, thẩm quyền cứng. Đấy, thế anh Nam anh nói thế, à thế em Nam nói thế. Xong rồi người ta bỏ chạy. Thì những người đấy thì chuyển sang quyền lực mềm. Có người họ sợ cứng thì mình chuyển sang quyền lực mềm. Mình bày tỏ Chúa ra thôi bằng sự mềm mại. Và họ nhìn thấy, họ thấy ô, họ thấy ô, Chúa là cao cả, Chúa là vĩ đại, Chúa là lớn thật, để họ khuất phục Chúa. Còn quyền lực cứng là khi dùng lời Chúa này, anh phải thế đó, anh phải thế kia, là Chúa nói thế này, chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế kia, chúng ta phải thế đó thế kia, đấy là quyền lực cứng rồi, dùng cái đấy là thẩm quyền cứng rồi, như là ép người ta, mà người ta mang tính chất là bị ép. Mềm đấy là nó sẽ mềm mềm để người ta thích 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 thoải mái, người ta sẽ dựa dựa lưng vào thế mềm mà. Ừ, người ta thấy ừ thoải mái thật, ừ, người ta thích ở ừ, thời gian theo ừ, cũng thấy hay đấy, người sẽ tự tự cảm hóa họ ra bằng quyền mềm. Thì thực ra các lãnh đạo ở trên thế giới đấy thì chúng ta biết bạn đấy nói về đang nói quyền lực đúng không, là có lãnh đạo từ Chúa và lãnh đạo từ không phải từ Chúa, lãnh đạo của Babylon, của thế gian. Lãnh đạo Babylon thế gian đấy thì nó dùng thẩm quyền mà thẩm quyền sai, nó dùng lạm dụng thẩm quyền, sai thẩm quyền đó. Thẩm quyền nó không phải thực thi luật pháp của Chúa, mà thẩm quyền đó để nó làm theo bụng của nó, làm theo luật của Babylon, chống với luật của Đức Chúa Trời. Và đấy nó cũng thuộc vào hạt giống mà người lãnh đạo được mang theo. Người lãnh đạo ấy học cái điều gì, họ ăn cái điều gì, đúng không? Hạt giống họ được được gieo đấy, họ được sinh ra đấy. Khi Chúa nói là Chúa khiến mưa xuống trên giống các người gieo ở đất, giống các người gieo ở đất thì là cái người đó ra giống làm chuyện thôi, nhưng chúng ta phải nhìn thấy là sống đấy từ đâu ra, từ Chúa Trời. Pastor Hương muốn nói gì ạ? Pastor muốn nói gì ạ? Alo, Pastor Hương bật mic lên chứ không nói có nghe gì đâu. Quyền lực các quyền lực cứng với quyền lực mềm, cái đó là cũng từ phải từ Chúa chứ ạ. Vâng ạ, tất cả từ Chúa hết. Vâng. Quyền lực có các phân, có các loại mà, loại cứng, loại mềm mà. Còn vào quyền lực của thế gian
của những người khác, đó là họ dùng cái quyền lực của thế gian, phải không, của sai Babylon mục đích. Vâng, và sai khi mục mà đích. họ dùng sai mục đích, tức cái quyền là ai cũng có hết nhá. Chúa đã dựng lên rồi thì họ, Chúa đều cho họ một cái quyền. Đó, quyền làm hoa, quyền làm chó, quyền làm người, quyền làm cừu, quyền làm lợn, quyền làm dê, quyền làm không khí, quyền làm nước, quyền ấy, để nó thực hiện cái chức năng của nó để bày tỏ Chúa ra, tức thực hiện luật của Chúa đó, Rồi cái luật xong pháp của Chúa thì đều có cái quyền đấy cả. Chỉ và cái quyền đấy gọi là Chúa đã cho cái quyền đấy rồi, nhưng mà khi mà họ dùng quyền đó để không thực thi luật pháp của Chúa mà chống luật pháp của Chúa đấy, đấy thì bắt đầu cái quyền đấy trở nên là sao ạ, bị sai, mặc dù cái quyền đấy gốc của nó là từ Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Tương tự như mỗi con người đấy, con người cũng từ Đức Chúa Trời, nhưng khi con người phạm tội đấy thì Kinh Thánh nói là con người thuộc ma quỷ, và Chúa gọi là cha cái người là ma quỷ, tức là các ngươi bị ma quỷ đẻ ra, nhưng mà gốc nó vẫn từ Đức Chúa thì Chúa dựng nên một luật mà. Amen. Nên quyền cũng tương tự như vậy thôi, nên mọi người Dạ khi biết so sánh ấy, phải biết so sánh đúng. Nên cái quyền đầu tiên là của con người, nhưng khi con người mà làm sai đấy, gốc nguyên thủy thì từ Đức Chúa Trời. Mình phải nói là gốc nguyên thủy nhé, có gốc nguyên thủy và có gốc không nguyên thủy, đúng không ạ? Cũng như gốc nguyên thủy là anh chị em bây giờ, gốc nguyên thủy của cái điện thoại của anh chị em là ở đâu? Là nhà máy sản xuất. Nhưng mà ai đó tưởng gốc nguyên thủy của tôi ở đâu? Là tôi mua ở cửa hàng đại lý đầu tiên, rồi nữa ở Việt Nam chẳng hạn, thì họ gốc nguyên thủy của tôi là cái cửa hàng đại lý mà bán ở Việt Nam đấy, họ coi như thế, nhưng vẫn chưa phải nguyên thủy. Đối với họ là gốc nhưng vẫn chưa nguyên thủy. Nguyên thủy là gốc đầu tiên đấy, gốc nguyên đấy, Dạ nguyên rồi nguyên nguyên thủy tổ đấy, nguyên tổ tiên đấy, đấy là từ Đức rồi Chúa tiếp Trời. với thầy, tiếp thầy bài học tiếp. Vâng, họ dùng sai thành ra là quyền đấy là quyền bất hợp pháp, và quyền đó gọi là quyền của thế gian thôi. Và người lãnh đạo cũng vậy thôi, lãnh đạo khi họ dùng sai thì họ là lãnh đạo của thế gian, là tội nhân. Thứ nhất họ tội nhân là một này, vì họ không tin Chúa, họ không tái sinh thì họ tội nhân rồi. Sau đó cái thẩm quyền họ làm sai ý Chúa đó, thế thôi, thế là sai. Mặc dù Chúa vẫn dùng cái đấy để mà trị dân của Chúa Trời, cũng như là Assyri đấy, là vua Assyri là việc là cây roi của sự thạnh nộ của ta, mà Chúa vẫn dùng tất cả tạo vật của Ngài. Ma quỷ cũng là cái roi sự thạnh nộ của Chúa, vẫn dùng, nó vẫn là hầu của Chúa đấy chứ, nó vẫn phải phục vụ, nó có muốn hay không muốn nó vẫn phục vụ trong cái chương trình của Đức Chúa Trời, anh chị em ạ. Amen. Nên mình xem mình mang hạt giống gì của trong Chúa, nên mình nhận hạt giống của Chúa đã, phụ thuộc vào cái điều mình nghe, mình tiếp nhận, mình nhận thức, mình tiếp nhận. Quan hệ của mình với Chúa đấy, một cái riêng tư đấy, ở trên cái mức độ mà các loại cấp độ của chúng ta vừa liệt kê đấy, cha con, thầy trò, bạn bè, anh em, chồng vợ đó, nó sẽ quyết định cho mình hạt giống đấy ở mức độ nào, chất lượng phẩm chất cái hạt giống ra sao. Còn không thì cứ lăng xăng rồi, như Ma-thê đấy, làm rất nhiều việc thiện, đi đơ luôn đấy, việc thiện đấy, nhưng việc thiện này không phải là mà Chúa cần. Nhiều người họ bảo tôi đầy phương tiện luôn, tôi đi chạy sâu giảng hết cho họ giảng ở chỗ kia thôi, nhưng mà chỗ giảng các người giảng vắt cả một một con voi không được một bát nước sáo. Tất cả các bài giảng của người đấy, tất cả các loại mục vụ người đấy móc ra ấy, được một cái giọt nước nhỏ đấy thôi, vì cái hạt giống nó tồi mà, cái phẩm chất nó kém quá, thành ra khi họ cố họ làm ra thì tất cả những nỗ lực của họ ấy, rất là yếu, rất là kém, bắt hết tinh hoa họ ra, tổng hết tinh hoa, tổng kết hết họ lại chỉ được một nhóm bé tí thôi. Cũng như bột nở đấy, anh chị em để ý không, cái bột mì đấy có một mẩu nhỏ nhỏ thôi, nhưng cho bột nở và nó nở to đùng ra một cái bánh mì to đùng như ở bọn Việt Nam này. Xong tôi đi về Việt Nam, tôi nhìn thấy bánh mì to, tôi mình nhìn thấy bánh mì phát mình tôi chắc là ăn hai cái đã đủ no rồi, mình cứ thế, mình tưởng hai cái đủ no rồi, mình mua hai cái mình thế này đủ ăn cả ngày, à đủ ăn đến đến giữa trưa, là từ sáng sớm đến chiều rồi là đủ rồi. Thế mình cứ tưởng bánh mì nó tương tự như ở Việt Nam, à xin lỗi, ở nước ngoài ít nhất bánh mì baguette
baguette như của Pháp ấy, nó cũng xốp xốp, nó nở như thế. Thế nhưng mà không phải, bánh Việt Nam nó còn quá nở luôn. Mình cầm ra, nó nhẹ tênh, nó to đùng nhưng nó nhẹ tênh, nó nhẹ như nó bông ấy. Mà sao mình cầm bánh mì nở thế này? xong rồi bánh mì đấy. Đây, tôi cầm bánh mì đấy, tôi vo vi lại. Ô, nó cũng nắm luôn. Nó lại đang cầm, mình cầm bánh mì này, mình vo, mình nắm một phát này, xem nó bị bẹp rồi, cũng nó chỉ có một màu nhỏ thôi, sau đó nó giãn ra, nó nở ra, nó lại đàn hồi lại. Ôi thôi, bánh mì mười cái mới đủ. Đầu tiên mình tưởng bánh mì có 2.000 một cái, mình tưởng ôi rẻ thế, nghĩa là mình có 4.000 thôi, mình được ăn được đến buổi trưa rồi, chứ hóa ra không phải 4.000, phải ăn 10.000, à phải ăn 10 cái, 10 cái là 20.000, 20.000 thì mới được một bữa trưa. Thế 20.000 thì ăn gần như một bát phở rồi. Ồ, hóa ra là chỉ lừa ở bên ngoài thôi. Ở đây nói cái chuyện đấy là nhiều cái chất lượng của nhiều lãnh đạo đấy rất là thấp kém, chỉ rất là nhỏ. Những cái giá trị, những cái của cái sự gọi là trọng lượng, khối lượng, trọng lượng của cái thông điệp họ đấy rất là nhỏ, rất là kém. Khi mà chúng ta được trưởng thành trong Chúa nhé, thì chúng ta đo được cái độ đó, đúng không anh chị em? Lòng mình đo được, thần linh mình mà khi mình trưởng thành đấy mình đo được, đúng không ạ? Cũng như khi anh em trưởng thành đấy, anh em có thể cân, anh em nhấc 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 cái quả tạ này, một cái quả tạ này, quả tạ khá nặng đấy, quả tạ nhẹ nhẹ thế, nó to này nhưng mà nó nhẹ thế, mình nhấc lên mà thành ra mình thấy nó nhẹ, thấy nó nặng. Mình ước chừng nó ở quả này khoảng 20 cân, quả này khoảng khoảng 1 cân, quả này chắc chỉ 1 lạng thôi. Mình ước chừng được khi phụ thuộc vào cái mức độ trưởng thành của mình, đúng không ạ? Nên khi anh chị em nghe trong đặc nhiệm, nghe trong Mercy of God quen rồi đấy, tức là mình trưởng thành đấy, thì mình đi ra ngoài mình nghe người ta nghe các bài giảng khác, mình thấy nó nhẹ thế, tự trong lòng mình thấy nó quá nhẹ, mà nó không đủ để động vào mình, có hiểu không anh chị em? Nó không đủ để mình thay đổi, tức nó nhẹ quá, nó không đủ sức mạnh, mặc dù mình mở lòng tay, nó không đủ sức mạnh để mà đập mình, và ngược lại mình còn đủ vào cho nó cơ, thì thấy nhẹ quá. Nó không ảnh hưởng lên mình mà mình còn ảnh hưởng lên trên cả nó nữa, vì vì là sức sức mạnh, sức nặng của cái thông điệp của cái ông mục sư hay là người lãnh đạo đó họ giảng ra, nó quá nhỏ, nó quá yếu, nó quá nhẹ. Khi nói quá nhẹ đấy anh chị em ạ, thì nói là chất lượng, khi lời người ta mà quá nhẹ đấy, lời hư không đấy, tức là lời đâu chất lượng người ta là lời mà anh chị ạ, và người ta chỉ nói ra lời như thế thôi, thì là mình hiểu rằng cái độ nặng trong thần của người ta rất yếu, có hiểu không anh chị em? Hiểu không ạ? Bề ngoài vẫn to như cái bánh mì thì mà tôi mua đấy, bề ngoài vẫn to đùng như thế, nhưng mà thực ra thì rất nhẹ bâng, nhẹ bâng, nên chỉ cần nắm một phát thôi, chỉ cần gọi là cái nan đề xảy ra thôi, nó ép một phát thôi nó họ bé tí, họ không to đùng như con hổ giấy đâu, như con hổ giấy thôi. Và cái đấy phụ thuộc vào cái hạt giống nào họ mang trong mình, họ ăn hạt giống thì họ nở ra như vậy. Nên mình kiểm tra ấy, là mình có hạt giống gì ở trong mình. Ở đây câu này có nói ra sao? Câu hỏi này nói cái gì? Câu hỏi nói rằng là tại sao Thiên Chúa nhìn người lãnh đạo như người mang hạt giống của Chúa, và tại sao Ngài ủy thác cho người lãnh đạo tiếp nhận ý tưởng và ước mơ của Chúa vào thần linh và tấm lòng của mình? Tại sao thì đơn giản thôi, logic thôi. Tại sao phải nhận hạt giống của Chúa Trời? Đơn giản. Tại sao anh chị em? Rất logic. Vì chúng ta là hạt giống của Chúa Trời mà. Nên chúng ta phải nhận hạt giống như hạt giống người nam đấy và người nữ đấy, để mang thai cho Chúa. Là một. Cái câu trả lời của mình là vượt câu trả lời của hoặc là họ sự đòi hỏi của mục sư thầy giáo của mình. Nhưng Tại vẫn nằm mình đã trên. cưới Chúa rồi. Dạ. Tại vì mình đã hội thánh nên đã cưới Chúa chưa? Đó. Cưới, cưới. Biết thôi, mình là chồng, mình là vợ của Ngài rồi mà. Còn đâu khi nói về cái tiệc cưới sinh con là tổng thể tất cả hội thánh với nhau, thì là nàng dâu của Chúa là tổng thể hết luôn đó. Nhưng mà khi mà nói rằng là bây giờ cá nhân người đó có rồi thì đã có rồi đấy, đây không phải quan hệ trước hôn nhân đâu anh chị em ạ. Để mà nói phạm tội đâu, chúng ta có hôn nhân với Chúa thôi mà. Amen. Nhưng tin Chúa, loài người Chúa đã lập quan hệ hôn nhân với loài người từ trước rồi mà. Khi Chúa nói là Israel là vợ ta mà.
ta là chồng nó mà đó, mà Israel đã thấy đi đâu, mà trong Kinh Thánh đã nói là Israel là vợ của ta đúng không ạ? Đăng ký Đức Giê-hô-va cũng kết cảm hôn thấy rồi mà không chưa tổ chức đám cưới. đúng không? Chú nói rằng là ta là chồng ngươi, là đấng tạo thành ngươi. Nó mới là người, nó mới đám cưới lúc nào mà đã là chồng rồi, nhưng chú nói ta là chồng ngươi mà. Hóa ra là ngài, quan hệ của ngài là ngài muốn là chồng chúng ta, ngài đã là chồng chúng ta rồi. Thế còn cái tiệc cưới chính con ấy là tiệc cưới bích linh đình trọng thể của tất cả người tái sinh, anh chị em ạ. Amen. Một lần đấy đủ tất cả tập hợp tất cả các liên minh, tất cả các connect, tất cả các liên kết, các mối liên kết với nhau của các linh hồn của những người được tái sinh kết lại với nhau. Đó, cưới một lần đến cái tiệc cưới đó đó. Amen. Nếu ai đó hỏi anh chị em đấy, thì ô thế tại sao? Tại hồi xưa tôi nói, tôi khi tôi nói chuyện, tôi nói, ô thế chú ơi, ô thế chú ơi, cô phạm tội tà dâm không? Bởi vì là ngoại tình trước hôn nhân, tức là chưa cưới, đã có tiệc cưới trên con đâu mà con bây giờ đã vợ chú rồi, đã ân ái với chú rồi, thế không được của chú. Mà không, chú tỏ ra đấy, cái hội thánh tổng thể đấy, đấy là cưới tổng thể tất cả đấy, bởi vì trong đấy còn nhiều người vẫn chưa được cưới Chúa mà, vẫn chưa biết thế nào quan hệ chồng vợ cả với Chúa cả. Mà trong sáng thế ký, xin lỗi, trong cựu ước ấy, thì Chúa nói là Đức Giê-hô-va là chồng của ngươi rồi, tức là đấy là chồng rồi, tức là mình là vợ của Chúa rồi. Amen. Thì nếu mình có tin, mình có nhận, có bước vào là vợ của Ngài không thôi. Không tin thì thôi, đợi đến khi mà tiệc cưới trên con. Còn nếu tin thì bây giờ mình đã được trải nghiệm mình là vợ luôn, cho đến lúc cái tiệc cưới đấy, lúc đấy là mình là người chủ luôn đúng không ạ? Mình coi như là như chủ nhà luôn. Thế còn những người mà lúc đấy mình hiểu ra đấy thì họ vẫn còn ngây ngô, mình phải dạy họ. Thế vì vậy mình gọi là hoàng hậu sủng ái là chỗ đó đó. Amen anh chị em. Nên hạt giống của mình người là hạt giống của Đức Chúa Trời mà. Nữa, thêm nữa, hạt giống Đức Chúa Trời tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta được giữ bằng lời của Ngài, mà lời Chúa chính là hạt giống, thì trong Kinh Thánh nói thôi. Amen. Lời Chúa mà sinh ra mọi thứ từ lời Ngài đấy, Ngài ban hạt giống. Nên chúng ta dựng bằng hạt giống của Chúa, tức bằng lời của Chúa, tức chúng ta là người mang hạt giống. Nên hỏi là tại sao Chúa nhìn những người lãnh đạo như người mang hạt giống của Chúa là như vậy? Anh trả lời như vậy, trả lời như thế sẽ không theo ý của mục sư Ruslan đâu anh chị em nhé. Alo. Nhưng chúng ta trả lời tổng thể hơn và sâu hơn, trả lời vượt quá cái sự hiểu biết kia của ông ấy. Thì anh chị em xem cái Đi bài sách ơi, vậy thì bây giờ ông dạy cái gì? Ông dạy cái gì ông thì dạy mình kia cũng phải nói một chút phần của ông nhưng mà có mình vẫn nói phần mình chứ. vâng, ông ấy nói cái phần của ông ấy là ông lại là lãnh đạo nước trời, lãnh đạo của chúng ta lãnh đạo nước trời mà. Để đọc ấy, trong cái phần lãnh đạo người bán hạt giống Chúa, ông nói đấy, Chúa vận hành qua người lãnh đạo bằng ý tưởng, công nghệ, lịch sử, công việc. Không nhầm lẫn lãnh đạo thế gian và lãnh đạo nước trời vì họ khác nhau nền tảng. Nền tảng có do hạt giống gieo là cái gì thôi. Nên đạo, lãnh đạo nước trời được báp tên trong nước trời, tìm nước trời, tìm sự công bình. Đó, ông nhắc lại thì ông nhắc lại nhưng mà Rồi lãnh đạo anh. nước trời thì nhận sự bày tỏ của Chúa, gánh nặng của Chúa, đứng ở vị trí của Chúa với đức tin. Trong gánh nặng đấy, trong trong hạt giống, chứ nói trong hạt giống nó có tất cả, nó cũng là gánh nặng luôn đấy. Hạt giống không những chỉ sự vinh hiển thôi, nó là trách nhiệm nữa, nó là gánh nặng nữa. Amen. Rồi, các anh chị em xem cái phần thêm đó thôi. Mà tôi thấy cái giải thích của mình sẽ sâu hơn giải thích của ông nhiều, rất nhiều luôn đấy. Về hạt giống, tại vì chúng ta hiểu là chúng ta mang hạt giống, chúng ta là vợ của Chúa Trời thôi. Vì Chúa nói là Đức Giê-hô-va là chồng các ngươi, là chồng chồng của ngươi. Và vì là chồng ấy nên mình tiếp nhận hạt giống của chồng mình, như là người nữ ấy, tiếp nhận hạt giống của người nam để đẻ ra đứa con, thì nhận hạt giống đó, hạt giống từ Đức Chúa Trời, hạt giống của Đức Chúa Trời, vì chúng ta lãnh đạo của Ngài mà. Nên vì câu hỏi này có nói rằng là câu hỏi này đâu, câu hỏi này có nói là tại sao Thiên Chúa nhìn người lãnh đạo, tức lãnh đạo của Ngài đấy, như người mang hạt giống của Chúa? Hiển nhiên đúng quá thì nữa, chúng ta là vợ của Ngài. Amen. Thứ nhất, chúng ta là vợ của Ngài. Thứ hai, chúng ta được Ngài dựng lên bằng lời của Chúa, mà lời Chúa là hạt giống đấy.
nhiên thôi. Dạ, Đó là em lời Chúa thì đấy là tổng thể luôn đấy, lời Chúa là hạt giống, trong đó là hạt giống đấy có sự thánh thiện, có sự công bình, có sự yêu thương, có đức tin làm hết trong hạt giống đó. Hạt giống nó thành phần hạt giống nó có nhiều điều mà, cũng như hạt giống người Nam đấy, nó cũng có thành phần của nó, cấu tạo của cái hạt giống ấy là cái gì. Thì nó mới mang sự sống được khi nó gieo vào người nữ. Đức Chúa Trời ấy, có hạt giống thì Ngài nhìn thấy chúng ta là người mang hạt giống của Ngài để nhân ra. Vì thêm một cái điều nữa là nó nhân ra ở chỗ nào, chỗ chức năng của con người đó. Thì Chúa nói rằng là loài người, Chúa chúc phước cho loài người đúng không? Và ra lệnh là loài người sao ạ? Sinh sản đúng không ạ? Làm đầy dãy đất, bắt đất phục tùng, quản trị các loài. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 đấy. Sinh sản ấy, hạt giống của Chúa đấy. Không phải sinh sản là chỉ người với người với nhau thôi đâu, mà người với người ấy, là bằng hạt giống của Chúa đã gieo vào từng người rồi, sau gặp nhau đấy cái gieo của họ trong nhau vẫn là hạt giống của Đức Chúa Trời, chứ không phải hạt giống cá nhân của họ thôi đâu. Tiếp nữa, tại sao Ngài ủy thác cho người lãnh đạo tiếp nhận ý tưởng và ước mơ của Chúa vào thần linh và tấm lòng của mình? Tại sao? Ồ, tất nhiên rồi, vì chúng ta là thần mà, nên hạt giống đấy chỉ có gieo vào thần của mình thôi, tức là vào tấm lòng của mình thôi, vào thần linh của mình thôi. Hiển nhiên cái ý tưởng và ước mơ của Chúa chính là hạt giống của Ngài luôn. Amen. Tại hạt giống là lời của Ngài mà, thì cái ý tưởng ước mơ đấy cũng là lời, nhưng mà lời đấy là lời là gần tim Ngài nhất đấy, gọi là chất lượng nhất đấy, tại vì là Ngài mong muốn cái điều đó nhất, Ngài yêu, Ngài thích cái điều đó nhất. Nên vì thế mình phải tiếp nhận cái ý tưởng đấy, vì chính là hạt giống luôn, chứ ước mơ của Chúa luôn, vào trong thần của mình, lòng của mình, là cái thần linh ấy, được sinh lại đấy. Vì chúng ta là thần, chúng ta là thần. Đấy, chúng ta trả lời logic như vậy thôi. Chúng ta là thần, chúng ta là công dân của nước trời. Chúng ta là nàng dâu của Chúa, hay là vợ của Ngài luôn đấy. Mà chúng ta là vợ của Ngài luôn, là hoàng hậu sủng ái của Ngài luôn. Phải tiếp nhận cho Chúa, phải tiếp nhận hạt giống của Chúa, chứ không phải con dâm phụ. Con dâm phụ nó tiếp nhận lung tung của thế gian, và chúng ta người lãnh đạo là con của Chúa Trời, là siôn của Ngài, là vợ của Ngài, nên phải tiếp nhận hạt giống của Chúa là chồng. Và trong hạt giống đó thì có nhiều, có ước mơ, có ý tưởng của Chúa trong đó, có kế hoạch Chúa trong đó. Thì chúng ta học cái bài về về ân ái với Chúa đúng không, để riêng đấy mang Dạ. thai cho Chúa đó, thì để mang thai cho Chúa những cái đẻ ra các dự án, ước mơ của Ngài đó, cứ Chúa đặt cho mình ước mơ, mình nhận trong lòng đấy, thì mình mang thai, mình đẻ ra cho Chúa những ước mơ đó. Tại sao người ủy thác? Tại vì Ngài chỉ ủy thác cho vợ của Ngài thôi, thì mới sinh ra, chứ không ủy thác lung tung được, không thể ủy thác cho con bò con heo được. Ngài ân ái với vợ của Ngài thôi, làm con người đó, ủy thác con người làm việc đó. Thì con người dựng lên mà lúc ban đầu là giống Chúa mà, là cái phần nối dài của Chúa Trời rồi, nên chỉ con người mới có cái khả năng để tiếp nhận và thực hiện được ước mơ của Chúa thôi. Vì Chúa ủy thác để làm gì? Ủy thác để người thực hiện. Amen. Chứ ủy thác để giấu đi, ủy thác cho người tiếp nhận ý tưởng ước mơ của Chúa đấy, để người đấy thực hiện ước mơ của Chúa, để thực hiện ý tưởng của Ngài. Tại sao? Để mà con người thực hiện, chứ không phải là ủy thác để mà giấu đi, để mà cất đi, để mà bỏ đấy. Amen. Câu 3 như vậy nhá. Câu 4. Câu 5 thì nào? Thôi, bài vị vị 4 ông dạy cái gì này? Vị thứ 4 là phẩm chất tấm lòng của người lãnh đạo. Ông nói phẩm chất người lãnh đạo. Trên sách Luca. Luca đoạn 12 từ câu 42 trở đi. Phẩm chất người lãnh đạo đấy. Thì nó liên quan đến câu nào? Xem liên quan câu nào đây. Phẩm chất tấm lòng người lãnh đạo đấy. Câu 4 thì nói về thì ạ. Tại sao trong vương quốc Chúa lại khủng hoảng, thiếu người thợ gặt này? Điều gì giúp người lãnh đạo đứng vững trước tấn công mạnh mẽ của ma quỷ đây?
cái câu khác rồi. Như vậy là cái câu đấy của ông đấy, cái bài số 4 của ông đấy sẽ liên quan đến ba câu trên rồi anh chị em ạ. Như vậy bây giờ chúng ta chỉ có làm ba câu trên thôi. À, anh chị em ạ. Như vậy là cái câu câu bài số 4 này, ông đấy phẩm chất của người lãnh đạo đấy. Anh chị vẫn dở cái bài ra chứ đúng không? Video số 4 đấy, phẩm chất người lãnh đạo. Thứ nhất là đòi hỏi sự trung tín, trung thành. Thứ hai là khôn ngoan ngay thật. Và cái khả năng mà đào tạo, khả năng điều khiển, khả năng quản lý tài nguyên đấy, nhận trách nhiệm lên mình đấy, quản lý con người đấy, tổ chức con người đấy, biết điều hành, biết phân bổ quyền hạn trách nhiệm đấy, không lạm dụng, không độc tài. Thứ ba là được Chúa đắt đẻ chứ không phải tự dưng. Từ Chúa sai đi để ấn chứng hợp pháp và thành quyền cao hơn. Đấy, biết việc chung nữa, mình làm công việc làm việc chung. Nên vì thế mà biết tổ chức đoàn kết mọi người xung quanh cái khải tượng đấy, công việc chung đó. Người lãnh đạo ấy, thì biết tài năng ân tứ của từng người. Thì bài số 4 ông ấy nói thế phẩm chất tấm lòng thôi. Tất nhiên bài này thì đơn giản thôi. Chúng ta học nhiều cái bài học khủng hơn rồi, hay thậm chí trong bài trường Xuân một số bài về của bà Natasha Potapova đấy, bà ấy viết sâu hơn đúng không ạ? Thì bà ấy dựa trên sự dạy dỗ của ông Sunday, lãnh đạo của Sunday, ông ấy bà ấy luyện tập và bà ấy tích hợp nhiều quyển sách của ông Sunday với nhau, thì vì thế mà cái bài học của bà ấy nó sâu hơn là bài học mà cá nhân của một sư Ruslan. Đó, và một sư Rút-xa này cũng có, đây là cái riêng tư mà Chúa dạy ông thôi. Cái chuyện mà của một sư Rút-xa đấy nó cũng quý giá bởi vì đấy cái trải nghiệm riêng của ông ấy, anh chị em ạ. Ông dạy cái điều gì mà ông có, ông chia sẻ cho. Còn bài của một sư Natasha Potapova ấy, có thể những bài đấy vẫn chưa thành thị đối với bà đấy. Nó tập hợp cái lý thuyết mà bà ấy tổng kết được ở trong sự dạy dỗ của sư Rút-xa đây. Mà sư Sunday đấy, ông lại là người thực hiện được rồi, ông viết ra trong quyển sách đó. Đấy, tôi là người bên trong, tôi biết, tôi nói cho anh chị em biết đấy, để anh chị em hiểu. Hay không anh chị em? Chứ không anh chị em mà học ở nơi khác, anh chị em không hiểu được cái gì cụ thể, ai là ai đâu. Ok, Nam. Anh nhắm mắt, nghiền ngẫm cái gì đấy, anh nhắm mắt ngủ. Thôi, hôm nay chúng ta dừng, thế là bốn cái video có thể xong rồi. Những bốn video này nó chỉ cho được làm có 3 bài tập thôi. Làm bài tập thôi, nhưng mà còn hai video nữa kia, hai video sau nữa. Ra thì như thế này cũng đủ rồi, đúng không ạ? Đủ anh chị em viết cái bài bài đi. Trong lúc anh chị em viết thì tôi nghe nốt hai cái bài video sau nữa. Hy vọng hai bài video sau nữa là ông ấy viết, ông nói súc tích hơn, không bị tản mạn và sẽ trả lời tiếp năm câu hỏi cuối. Thì vậy ba câu hỏi đầu anh chị em làm được chưa? Dạ, được rồi thầy. Cảm ơn Anh chị em, mục sư. vâng anh chị em cứ kết hợp nhé, cứ chủ động nhé, cứ kết hợp, cứ sáng tạo trong việc trả lời, cứ lấy cái điều mà vừa được dạy dỗ được nghe ở cái bài chia sẻ này mà tôi đang đang chỉnh cho anh chị em này, dạy cho anh chị em này, cộng thêm với cái bài mà dịch của mục sư Ruslan mà tôi gửi cho anh chị em đó, anh chị em kết hợp với nhau, thấy điều thì muốn vào viết là anh chị em viết vào. Ok anh chị em. Ba câu rồi, thôi mình cầu nguyện từng đây thôi. Là tạ ơn Chúa. Hương ông ấy đây có Hương. Pastor cầu nguyện thôi. Bác một sư Hương. Dạ. Pastor cầu nguyện đi. Dạ vâng. Cảm tạ Chúa. Học được cái gì hôm nay cho con cầu nguyện. Buổi sáng mà sao vẫn chưa tỉnh ngủ rồi con buổi tối con còn hơi buồn ngủ.
Ô trả lời cha dấu yêu, cha ơi chúng con cảm tạ lời khen cha cho chúng con được ở trong những giờ học tập này. Chúng con nhận được ánh sáng của Ngài, là tình yêu của Ngài, và những gì quý giá nhất, những tinh hoa mà Ngài dạy cho chúng con, để mỗi ngày chúng con càng giống một Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con càng hơn. Đó là điều mà Chúa muốn cho những người lãnh đạo cần phải có mối quan hệ với Ngài trước tiên. Vì yêu Ngài thì chúng con dám trả giá để làm mọi sự mà khi Chúa bày tỏ cho chúng con. Ôi Chúa ơi, đời sống của chúng con là những người dâng mình cho Ngài, sẵn sàng cho Ngài. Khi Ngài phán dạy chúng con là những người mỗi ngày đây để làm trưởng thành với sự bày tỏ của Ngài, những người trưởng thành với mang trách nhiệm, mang gánh nặng cho Ngài. Và khi Ngài phán dạy chúng con là chúng con sẵn sàng vâng nghe theo lời của Ngài thôi, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa đã đặt để cho chúng con là những vị trí lên cao sang, để chúng con có tầm nhìn của Ngài, tầm nhìn chiến lược, tầm nhìn tổng thể để thực hiện ý muốn của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Khi chúng con thực hiện như vậy thì chúng con thực hiện theo ý muốn của Ngài thì và chỉ dẫn cho chúng con, bởi vì chúng con có cái nhìn của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa thật là nhiều, bởi chúng con mang hình hài của Ngài, bởi chúng con đã được nhận chìm trong nước trời rồi, và cả nước trời cũng đã ở trong chúng con rồi. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con được Chúa xưng chúng con là công bình, là vợ của Ngài. Chúa muốn cưới chúng con, và chúng con đã mang hạt giống của Ngài ở trong lòng của chúng con rồi, chính là lời của Ngài. Và lời của Ngài được sinh sôi nảy nở, lời của Ngài là sự sống của Ngài, sự sống là phải có sự nhân bội nữa, Chúa ạ, qua chúng con để đến với những con người mà Chúa đã sẵn cho chúng con, những dân và nước, để chúng con được đồng cai trị với Chúa trong vương quốc ngàn năm. Mỗi ngày đây, đời sống của chúng con hàng ngày là một thao trường để cho chúng con tập luyện thành những người lãnh đạo giỏi, để cùng với Chúa lãnh đạo trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm về sự dạy dỗ này của Ngài cho chúng con, để chúng con mang trách nhiệm của Ngài trên chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con biết thẩm quyền của chúng con đang có, để chúng con quản lý những mầu nhiệm của Ngài và biết ra lệnh cho các thiên sứ thứ nữa, Chúa ạ, chứ không phải là những lời cầu nguyện hời hợt không. Mỗi ngày đây Chúa đã cho chúng con được sống trong giá trị, sự cao sang, những tư tưởng lớn của Ngài cho chúng con, những sự bày tỏ của Ngài ở trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời của Chúa cho chúng con nữa, Chúa ạ. Chúng con không thể nào để phí thời gian để mà không phát triển những hạt giống mà Chúa đã trả một cái giá máu bỏ ngai vàng mà xuống trần gian này để cứu con người, và những con người tiếp nhận Chúa liên hệ với nhau là hội thánh của Ngài, là nàng dâu của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa để mỗi ngày những cái sứ điệp của Chúa dạy dỗ cho chúng con qua sự bày tỏ chúng con yêu Ngài có một trọng lượng lớn ở trong lòng của chúng con, để khi chúng con bày tỏ Chúa ra, bày tỏ tình yêu của Ngài, bày tỏ nước trời ra, thì những cái khối trọng lượng sứ điệp ở trong chúng con rất là mạnh để ảnh hưởng với con người, ảnh hưởng các hội thánh, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa tình yêu của Ngài cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, xin Ngài cũng đầy dẫy thần của Ngài trên tất cả anh chị em của chúng con trong đội quân đặc nhiệm này, đã có tấm lòng dâng mình cho Ngài, tấm lòng yêu Ngài, nhưng mỗi ngày phải càng hơn nữa, Chúa ạ, để dám trả giá đời sống của mình, để mà dâng trọn cuộc đời sống của mình, dâng dâng thân mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài, để bất cứ việc gì Chúa sai bảo là chúng con sẵn sàng và thi hành thôi, Chúa ạ, để bất cứ một hoàn cảnh nào, bất cứ một nan đề nào không thể nào ngăn cản cản được ở bước đường của chúng con theo Ngài. Và xin Ngài cũng nhấn chìm từng anh chị em của chúng con trong biển lửa tình yêu của Ngài, trong thần của Ngài, và cả người vị mục sư của chúng con nữa, để ông đầy dẫy thần của Ngài, tình yêu của Chúa ở trong ông, và ông cũng yêu Chúa ngày càng hơn để nhận được sự bày tỏ điều mà mắt chưa hề thấy,
tai chưa hề nghe và lòng của ông chưa hề biết tới để cũng bày tỏ cho chúng con nữa, chú ạ. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con biết ơn nhau, chúng con yêu nhau, chúng con cảm tạ, ngợi khen Cha, Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Amen. 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 Ăn chùa. Rồi, nhắm Amen. mắt đi rồi.